ngày 3 tháng 10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1989, quê Long An, để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An bắt cóc một bé gái, 3 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tân An. Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô về hướng thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng. Vụ việc được người thân của cháu bé trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Sơn khai, sau khi bắt cóc bé gái, đối tượng chở bé đến một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, thuê phòng rồi để bé ở đó. Từ lời khai của Sơn, công an đã đến khách sạn đưa cháu bé về với gia đình. Được biết, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn là bạn của cha bé gái này. Ngày 3 tháng 10, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức tuyên truyền hướng dẫn và vận động người dân tháo dỡ các khung sắt bịt kín kiểu chuồng cọp, lồng chim tại các hộ dân ở chung cư 19 đường Nguyễn Biểu. Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp thời gian qua và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trên địa bàn, đặc biệt báo động vấn đề thoát nạn khi có cháy. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động 21 hộ gia đình sống ở chung cư 19 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, tháo dỡ chuồng cọp, cắt bỏ một phần chuồng cọp để tạo lối thoát nạn thứ hai nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Công an quận 5 cho biết, phần lớn các căn nhà phố được lắp đặt song sắt bịt kín ban công tạo thành chuồng cọp hay lồng chim. Nếu như có sự cố ngoài lối thoát nạn bên dưới ở tầng trệt để chạy ra ngoài thì người dân có thể di chuyển trên lầu mở cửa ra các ban công. Nhiều người dân cho rằng việc lắp đặt chuồng cọp để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm. Nhưng khi có sự cố xảy ra, muốn thoát ra ngoài sẽ rất khó khăn. Hoặc lực lượng chức năng, xe chữa cháy tiếp cận thì thời gian mở được khung sắt kiểu chuồng cọp, lồng chim rất lâu, không đảm bảo được việc cứu nạn kịp thời. Sáng ngày 3 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn 368 gửi Ban Chỉ huy các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị chuẩn bị ứng phó cơn bão Coi-nu. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 3 tháng 10, bão Coi-nu trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay, ngày 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm ngày 4 tháng 10 có gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Đến sáng ngày 5 tháng 10, bão Coi-nu đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Coi-nu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Sáng ngày 3 tháng 10, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết vừa cứu hộ kịp thời 15 thuyền viên bị chìm tàu trên biển. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, khi tàu cá KG90255TS hành nghề lưới vây cá nổi nhỏ do ông Danh Sóc Kha, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng, hoạt động ở khu vực vùng biển cách Vàm Cửa Kinh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sóng to, kết hợp gió mạnh đánh chìm. 15 thuyền viên trên tàu ôm phao lưới cố thủ chờ cứu hộ, cứu nạn. Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Khánh Hội sử dụng hệ thống máy điện đường dài để liên hệ các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm đến hỗ trợ. Đồng thời, tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, huy động 2 tàu cá và 6 thuyền viên của ngư dân địa phương cơ động ra biển tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tàu cá của ông Phan Văn Khánh, ngụ tại huyện U Minh, vớt được một ngư dân đưa lên tàu an toàn. Sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã tìm thấy và cứu vớt 14 thuyền viên còn lại và đưa lên tàu chở vào trạm kiểm soát biên phòng Kinh Hội để chăm sóc sức khỏe. Đồn Biên phòng Khánh Hội cũng phối hợp chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục,
hồ sơ vụ việc và bàn giao các thuyền viên về với gia đình. Thời gian gần đây, bệnh dạy có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có nhiều ca tử vong. Riêng 9 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 64 ca tử vong do bệnh dạy. Người dân không chủ quan, có thể chủ động tiêm vaccine dự phòng trước và tiêm ngay sau khi bị vật nuôi cắn để kịp thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khoa vừa tiếp nhận, điều trị cho 2 bệnh nhi mắc bệnh dạy trong tình trạng nguy kịch được chuyển từ Gia Lai và Đắk Nông xuống, một bé 8 tuổi và một bé 13 tuổi. Các bệnh nhi nhập viện vào giai đoạn viêm não, tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó các bé không kể cho gia đình biết là bị chó cắn. Hiện hai bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine dạy cho cả người và động vật, chủ yếu là chó, mèo, là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dạy. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dạy, tuyệt đối không tự lấy nọc, đắp lá, ớt bột, nhựa cây. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật. Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt hai đối tượng gồm Đoàn Công Sinh, 23 tuổi và Nguyễn Văn Quang, 22 tuổi, cùng trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Qua điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2023, Quang và Sinh cấu kết với nhau thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ. Quang lập trang Facebook, tài khoản Zalo với tên Trần Văn Quốc. Trang này đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều loại xe máy khác nhau, với số tiền thấp hơn so với thị trường. Khi có người mua xe liên hệ, Quang yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo Trần Văn Quốc để được tư vấn kỹ hơn. Khi thỏa thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, Quang sẽ yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền mua xe và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe. Tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Đoàn Công Sinh quản lý. Khi người mua xe gửi thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công, Quang sẽ hẹn người mua xe thời gian giao xe. Khi đến thời gian giao xe, Quang sẽ gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Quang đứng tên. Sau đó Quang cắt liên lạc với người mua. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 390 triệu đồng của nhiều người trên cả nước. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra,